Kết 9 thất bại của giới dân chủ Việt tại APEC 2017 Sự kiện tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng được xem là hoạt động ngoại giao quan trọng nhất của Việt Nam nên dễ hiểu. Nó đồng thời là mục tiêu của giới tự xưng đấu tranh dân chủ, khai thác với mong muốn mượn câu chuyện dân chủ nhân quyền để hạ thấp vai trò của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong lãnh đạo phát triển đất nước. Xin điểm qua một số hoạt động nổi bật của họ Trước tuần lễ cấp cao, vô khối các thư ngỏ, kiến nghị, ký tên thỉnh nguyện thư, kêu gọi các nguyên thủ tham dự tầm lễ cấp cao APEC 2017, tẩy chay hội nghị hay đưa vấn đề nhân quyền vào bàn đàm phán cùng với các nội dung ngoại giao kinh tế khác. Đặt vấn đề với chính khách, viện cái cớ nhân quyền áp lực trả tự do cho các tù nhân lương tâm, các nhà hoạt động nhân quyền như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Tức Mẹ Nấm, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần Anh Kim, vân vân. Đặt mục tiêu có biểu tình, có phản kháng bằng biểu thị ý chí dân chúng bất mãn chống chính quyền nhằm tác động lên chính khách, truyền thông và dư luận về thực trạng nhân quyền Việt Nam, vân vân. Thực tế thì APEC 2017 đã kết thúc và thành công mỹ mãn với nước chủ nhà, đồng nghĩa với thất bại của giới đấu tranh dân chủ. Thứ nhất, không một tù nhân lương tâm nào thuộc giới dân chủ được phóng thích trước sự kiện Họ đã chọn mục tiêu ấn tượng nhất, kỳ công trao chuốt sản xuất ra các bức thư của bé Nấm, con gái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và dịch thư ra tiếng Anh để gửi tới bà Melania Trump kèm phát động chiến dịch truyền thông ở Mỹ nhằm gây áp lực lên vợ chồng Tổng thống Mỹ về nhân vật từng được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng phụ nữ quốc tế dũng cảm. Kết cục, không có bất kỳ động thái gì diễn ra từ phái đoàn của ông Trump. Thứ hai, không một lời thăm hỏi hay một chuyến thăm viếng nào tới bất cứ tù nhân lương tâm nào xảy ra trong tù hay tại nhà riêng thân nhân của họ từ phía các chính khách từ các đoàn tham dự. Không một dân chủ gia nào được mời đến gặp các chính khách tham dự APEC hay thăm viếng Việt Nam sau đó như thời kỳ APEC 2006. Thứ ba, không một cuộc biểu tình nào được nổ ra. Sự kiện truyền thông nổi bật nhất và là họ tạo được một cuộc biểu tình siêu mini của cô ca sĩ Mai Khôi với tấm biển đòi đái và Tổng thống Mỹ dẫn đến cuộc tranh cãi xung đột kịch liệt, thậm chí có thể xem là đấu tố lẫn nhau về cuộc biểu tình này. Đói kém và thất bại đến mức độ, một trang tin chống nhà nước đã livestream một cuộc biểu tình ở nhà thờ Đức Bà nhưng đã bị dân mạng bóc mẽ là xảo thuật lè bịp. Thứ tư, các sáng kiến của Việt Nam được hưởng ứng, với chủ đề Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung và hàng trăm sáng kiến ưu tiên do Việt Nam đề xuất nhằm cụ thể hóa chủ đề của năm APEC Việt Nam 2017 đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các thành viên diễn đàn và khẳng định vị thế cũng như uy tín chính trị của Việt Nam với các đoàn khách tham dự. Thứ năm, các sự kiện đều diễn ra suôn sẻ, an toàn, phát huy lợi thế nước chủ nhà Việt Nam. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức hơn 200 hoạt động của diễn đàn ở các cấp gấp đôi so với APEC 2006, với sự tham dự của hơn 9.000 đại biểu quốc tế và trong nước diễn ra hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và khu vực về một Việt Nam đổi mới, năng động, giàu tiềm năng và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Thứ sáu, Việt Nam trở thành điểm sáng về truyền thông quốc tế, quảng cáo hình ảnh, quảng cáo điều kiện an ninh tuyệt vời, tăng độ yên tâm cho các nhà đầu tư bỏ vốn vào Việt Nam qua việc tiếp đón 21 lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, cùng hơn 10.000 đại biểu, các nhà báo trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC 2017. Thứ bảy, thảm họa thiên tai đổ bộ trực tiếp vào khu vực diễn ra tuần lễ cấp cao APEC được giới dân chủ hào hứng, ác khẩu cho là ông trời giáng họa cho Cộng sản. Nhưng ngược lại, quốc tế đã chứng kiến hình ảnh một Việt Nam mặc dù tất bật ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 12, song vẫn hết mình vì tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra xuân sẻ, đảm bảo sự trọng thị mà không kém phần thân tình, có lẽ là khó quên đối với bất kỳ ai tham dự. Thứ 8, toàn bộ phát biểu tại APEC và chuyến thăm chính thức Việt Nam Tổng thống Hoa Kỳ không có một câu chữ nào đụng chạm đến vấn đề nhân quyền mà ngược lại, toàn lời khen ghi nhận nhiều thành tựu nỗ lực của Việt Nam vì quyền con người. Ông nói: "Ngày nay chúng ta không còn là kẻ thù nữa, chúng ta là bạn và thành phố cảng này ngày càng, càng tấp nập nhộn nhịp với tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới đổ về." Những công trình kỳ công như cầu Rồng chào đón hàng triệu người đến tham quan tận hưởng những bãi biển tuyệt đẹp, ánh đèn rực rỡ cũng như những nét quyến rũ cổ xưa của Đà Nẵng. Đầu thập niên 1990, gần một nửa người dân Việt Nam sống với chỉ vài USD mỗi ngày và cứ bốn người lại có một người phải chịu cảnh thiếu thốn điện. Ngày nay, Việt Nam với nền kinh tế mở cửa là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, tăng hơn 30 lần sinh viên học sinh Việt Nam được xếp vào hàng những người trẻ ưu tú nhất toàn cầu, điều đó thật ấn tượng. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về hai bà Trưng và lòng yêu nước chống ngoại xâm. Mỹ cũng như mỗi quốc gia ở đây đều hướng đến việc bảo vệ chủ quyền. Chúng ta hiểu rằng không có gì quý hơn độc lập chủ quyền. Đất nước Việt Nam cũng có cùng tư tưởng đó, không phải chỉ trong 200 năm mà gần 2.000 năm đó là khoảng 40 năm sau công nguyên, khi hai bà Trưng khơi dậy tinh thần của những người dân đất nước này. Đó là lần đầu tiên dân tộc Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc của các bạn. Ngày nay những người anh hùng ấy và câu chuyện ấy vẫn là lời nhắc nhở về lịch sử, là câu trả lời cho câu hỏi lớn về tương lai của chúng ta. Điều đó nhắc nhở tôi rằng chúng ta là ai, chúng ta cần phải làm gì. Cùng với nhau, chúng ta có sức mạnh để cùng phát triển. Đừng quên rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều nơi với nhiều giấc mơ nhưng không nơi nào quý giá như nhà mình. Hãy bảo vệ đất nước của các bạn vì gia đình và đất nước bạn. Lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump chẳng khác nào cái tát vào mặt những nhà dân chủ. Thứ 9. Mọi hy vọng được đồ dồn vào phái đoàn Thủ tướng Canada với hứa hẹn sẽ đưa vấn đề nhân quyền trong sự kiện APEC và chuyến thăm chính thức Việt Nam Tuy nhiên, trong tuyên bố chung Việt Nam Canada nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ ở mức Canada và Việt Nam ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy nhân quyền, tuân theo hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế, bao gồm việc thực thi công ước liên hợp quốc và tuyên bố phổ quát về nhân quyền. Điều đó cho thấy không chỉ ông thủ tướng Canada mà tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao đều biết nhìn xa trông rộng, lo cho dân cho nước, họ là những người hiểu biết sâu sắc nhất về nhân quyền và tính đặc thù nhân quyền ở từng quốc gia. Nhân quyền phải xuất phát từ lợi ích của toàn dân và dựa trên luật pháp quốc gia sở tại. Thật đáng thương cho những nhà dân chủ, những tường đợt này các quốc gia khác sẽ nói nhiều về dân chủ, về nhân quyền, ai dè họ lại hết lòng ca ngợi đất nước Việt Nam, ca ngợi chế độ hiện hành. Từ đó thấy rằng những xuyên tạc của các nhà dân chủ đều chỉ là những tiếng nói lạc lõng vô giá trị